Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì trước khi bắt đầu cái video này, cho phép tụi mình được quảng cáo một xíu ha. Thì hiện tại bên mình đang bán một số sản phẩm. Như các bạn đã thấy, đây là khô bò. Dạ, còn đây là nuôi sấy nha mọi người. Đây là da heo nha. Đó, ngoài ra thì tụi mình còn có, các bạn có thể thấy đây là khô mực nè. Bên đây là khô gà. Khô gà nha mọi người. Và đây chính là cơm cháy. Thì mọi người nhớ ủng hộ bếp nhà Win và mua những cái sản phẩm đồ ăn vặt để ủng hộ nhóm tụi mình nha. Các bạn đã biết gì chưa? Nếu các bạn đặt hàng trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 12 cho tới ngày 6 tháng 12, các bạn sẽ được một phần quà bí ẩn. Đó là phần quà gì Bi? Đây nè, đây là mọi người. Đây là chỉ đỏ nha mọi người. Đây là vòng chỉ đỏ và kèm theo một tấm thẻ cảm ơn của từ bếp nhà Win nha mọi người. Đây. Rồi các bạn hãy nhanh tay để mà đặt hàng bếp nhà Win ha. Bởi vì chỉ có 50 sợi dây chỉ đỏ mà mình đã sơn xong. Và mình sẽ gửi tặng cho những ai mà đặt hàng sớm nhất nha. Lưu ý rằng là chỉ có trong 3 ngày 4, 5 và 6 tháng 12. Rồi còn chần chờ gì nữa, mời các bạn hãy lên bếp nhà Win và đặt những sản phẩm đồ ăn vặt nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Cò cầm cái chuông. Đi lại gần thôi nha. Đi lại gần thôi, đừng có đi xa. Từ từ đứng đó, đứng yên đó. Cung thỉnh hỏa thần, hạ phàm cứu trợ. Có đi qua lấy cái hộp quẹt cho anh cái. Xong chưa? Lẹ lên. Đi đi nha Huy. Cò, đi lại lấy cò. Sao mày Huy? Cái chân của con nó tê hoàn toàn luôn, không có bước đi được luôn. Nhưng mà con hình như là lấy lại được sự điều khiển của nó rồi. Ngồi xuống. Tê lắm. Nó rất là tê luôn. Lúc nãy có cảm giác, có cái cảm giác gì mà giống như có người nào mà nhập vô không? Dạ, như là có hay sao á, nhưng mà nó cũng không có, không làm gì được, không đúng không? Nhờ có cái này nè. Ôi da. Rồi còn qua bên đó ngồi xíu đi. Má nguy hiểm quá bay, không biết trong camera hồng ngoại nó có quay được gì hay không nữa. Còn sợi dây không? Còn. Bi xanh mặt luôn rồi. Sao rồi? Duỗi cái tay, cái chân ra coi. Duỗi cái chân ra cho máu nó lưu thông lại coi. Dạ. Coi còn tê không? Tê thiệt, mỗi lần mà gỡ ra là tê lắm luôn á. Hai ơi, hai nghe tiếng gì không? Sao còn? Cái tiếng này quen lắm. Không. Cái anh đợt... không nghe. Thằng Bi có nghe gì không Bi? Cái đợt em bị nhập không, em nghe cái tiếng này nè. Ui, ngộ vậy. Con đâu có nghe gì đâu. Nghe lớn không con? Lớn. Ui, tôi tính ra hai thằng đây ngồi không nghe. Nó nằm ở đâu con? Dạ. Bi đứng lên được không Bi? Dạ, lên con. Ráng đứng lên coi. Dậm á, giống như mình hay bị tê chân á, mình hay dậm đồ á. Dạ. Vậy thôi đi qua đây ngồi đi. Đi qua đây ngồi bớt đi. Chừng nào đi được đi ấy à. Sao con? Có tiếng nhạc hả? Sao tôi nãy giờ tôi đâu ngồi đây, tôi đâu có nghe gì đâu. Hình như trong cái hốc này nè. Đâu? Trong cái hốc này nghe rõ lắm. Ủa cái... Ơi vậy là thằng bé này nó có chủ đích dẫn mình tới đây thì phải.
Ở đâu còn? Trong cái hốc này. Bà mẹ đó. Đá không mà sao mà hai thử đẩy coi, cái đá này ra coi. Nguy hiểm nha cậu ấy. Coi có rắn gì không ta? Thấy cái gì đập bớt. Rõ lắm luôn á. Kéo cục đá này lên coi nổi không? Không được. Trời má nặng dữ à. Ở đây coi nè. Ấy da. Đâu? Nè bên này có cục đá nè, cục đá này nó đè lên nè. Từ từ. Đưa cái cây kiếm cái bi. Đập trước đi coi có rắn không. Có rắn thì nó chạy bớt. Đâu? Trong mấy cái hốc này hả? Dạ. Đù. Để. Còn nghe nữa không cậu? Có, nghe rõ lắm. Đừng chút. Ơi ơi cầm máy đi để anh lật cái cục đá này ra, cái cục đá này nó ấy nè. Ở trong đây đúng không? Ở trong cái hố hốc đá này đúng không? Đúng. Ây da. Ừ. Ây da. Ừ. Mà sao hai người không nghe ta? Ôi cha, ôi cha, ôi cha. Ôi cha. Vô chân rồi. À, rồi. Đâu coi thử đi. Ủa, nó có cái hộp hả? Đù. Sao nhìn nó rỉ sét ghê quá vậy? Sao nó sét dữ ta? Bị rỉ sét quá. Từ, đừng đụng vô nó. Cái tiếng nhạc ở từ đây hả? Đó. Trong cái này. Tính ra tao không nghe gì luôn á. Nó vẫn đang phát mà. Bây giờ mới nghe nè. Có, anh Hai với Bì nghe chưa? Ôi, nghe luôn rồi. Nghe. Mọi người ấy. Có nghe không? Dạ có, nghe. Con nghe nè. Đây. Cò nó bây giờ mình mới nghe á cò. Quên. Cái gì vậy ta? Cầm cái máy. Cò cầm cái máy quay đi con. Bao nhiêu lông? Lớp ngoài nhìn nó dương dương sao nhưng mà lớp trong thì nó rất là mới thôi. What the hell? Tại sao có một cái sao có một con hình nhân trong đó vậy? À cái này nó không có thấm nước bởi vì nó bấy rồi nè. Cái gì ở ngoài đây nè, có thấy nước không? Chắc mấy bữa ngày này mưa nè. Hình như cái này có ai mở trước rồi hay sao á ta? Tại vì mình cảm giác nó sai sai kiểu gì á. Ủa tại sao lại có hình nhân của anh? Vậy là cái tiếng nhạc nó phát ra từ đây hả? Nhưng mà tại sao cái lúc nãy mình đâu có nghe gì đâu ta? Đúng rồi, nãy lúc con với cậu bảy ngồi dưới đó là con đâu có nghe đâu. Mà sau khi mà mình tới gần thì thằng cò nó lấy ra thì mình mới nghe được ta. Nhưng mà còn cái này mới là ghê nè. Cái đó là tại sao? Cái là hình nhân hả? What the hell? Tại sao có hai cái gì mới trên người luôn? Cái camera quay rõ không cò? Rõ. Hai cái tay nè, hai cái chân nè, cái đầu nè. Cái này hình như là bị ếm rồi. Chẳng lẽ thằng bé nó bị ếm ở đây hả ta? Là nó muốn dẫn mình lại đây để đúng rồi ra cái thứ này. Hình như là nó muốn mình á
nó muốn mình dẫn, nó dẫn mình tới đây và nó muốn nói một cái điều gì đó. Có vẻ như là ai đã ếm nó rồi hay sao á ta. Đây mình cho các bạn xem kỹ cái con, cái con hình nhân này nha. Coi coi ở trong này hình như nó có. Ê ê ê, bi bi à, cò cò cò, cầm 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 giùm, cầm giùm anh cái. Đấy anh biết ngay mà. Ôi, tóc kìa, lại tóc như cháu. Ủa sao nó sao nó không lấy nét được ta. Mọi người có thể thấy nè. Đó, cái màu đen đen đó là tóc đó mọi người. Đây nè mọi người. Tóc ở giữa. Rồi vậy là chắc ở trên đây cũng có rồi. Đây mọi người. Đó, đúng thiệt. Tóc luôn. Đó, mọi người thấy không, mỏng mảnh màu đen đây nữa. Cái này là khi mà mình gỡ cái này ra là vô tình là mình đã giải thoát rồi đó mọi người. Vậy là bé nó được giải thoát rồi hả cô? Không biết, nhưng mà không biết, quan trọng là bây giờ mình không biết là có phải là nó là người bị ếm này hay không nữa nè. Không có chắc nữa hả? Bây giờ mình muốn biết rõ á, chắc là mình sẽ gọi nó lên đi. Hồi bữa là mình gặp nó ở ngay chỗ này, đúng không? Dạ. Hồi bữa con cò nó chỉ là ngay chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ lấy camera hồng ngoại á, mình đặt xéo xéo qua đây đi. Rồi mình sẽ ngồi bên đây để coi coi nó có hiện lên hay không ha. À, ok, chắc là đem mấy cái kia lại đây, đem mấy cái kia lại đây cò với Huy. Rồi. Dễ Huy. Trong cái hộp này tự nhiên còn cái mảnh giấy gì nó dính ở bên đây nè. Ờ, như hồi nãy không thấy. Nè, coi giấy gì? Đúng không? Giấy gì đâu mày? Nhầm. Làm gì có tờ giấy nào? Hai con gì? Ủa ở đúng rồi nè. Tờ giấy nè. Đúng không? Hình như là nó bên mép nãy giờ mình không thấy. Ờ nó cùng màu với lại cái này cho nên không để ý. Đâu coi. Chắc ơi nó rớt ra thiệt nè. Cái gì vậy? Đù đù đi qua bên đá, đi qua bên cục đá. Có chữ luôn hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Như bị ngược rồi quái. Cái gì đây? Má. Khó thấy quá à. Không biết mọi người thấy không chứ. Thằng bé chết trùng. Này là gì ta? Nên hả? Như là đúng rồi, nên ngoài gì phải cao nên. Cao lên cam cao cao nên phải ếm lại à, nếu có đọc nếu à cái này không à, không nó sẽ cái gì người khác á, cái từ gì người khác á, cái gì à, bắt đúng. Hả đúng rồi, nó có chữ T bắt. Đủ rồi, xong vậy là hiểu luôn. Vậy là cái này là ê mình thử mình sâu chuỗi lại sự việc các bạn. Cái là sao ta? Nhớ là hồi bữa là thằng cò nó dẫn thằng cò đi qua đây đúng rồi đúng không, nó dẫn thằng cò đi qua đây và thằng cò nằm ở đây, thì tại sao nó lại dẫn cò qua đây? Có nghĩa là nó muốn mình lúc đầu là nó muốn mình lúc nào nó muốn là tìm ra cái này rồi à. Nhưng mà tại vì lúc đó là do mình sợ quá nên mình đã cứu con cò trước rồi mình không để ý xung quanh luôn. Rồi xong rồi sau đó là nó lại dẫn mình đi qua bên đi bên cái cây phía bên kia, cái người treo cổ, gặp cái người treo cổ bên đó. Và cái sau khi mà mình giải thoát cho cái người treo cổ đó xong, mình đi ngược, nó dẫn mình đi ngược qua đây. Và thằng Bi là nó bị ở đây. Đù vậy là
vậy là có gì ta? Nó muốn chúng mình chú ý tới hai lần để chỉ tìm ra cái hộp này. Nó cố tình để mình tìm ra cái hộp này. Má có khi nào chết mẹ rồi. Có khi nào nó ở trong đó là ghi chết trùng. Vậy. Thằng bé chết trùng. Chết trùng là một cái rất là ghê gớm. Tại vì á, khi mà chết trùng á, là thực sự là nó không hề biết nó chết. Và nó sẽ đi về người thân của nó để mà bắt nó. Và những cái người nào á, mà là người thân của nó á, là phải đeo một cái vòng gọi là cái kiềng á, biết không? Cái kiềng là người ta hay đeo ở trên đây nè, trên cái đây nè. Đó, để mà ngăn những cái người người mà bị chết trùng gọi là chết ngày xấu á, bắt. Chết rồi, mình vô tình mình giải thoát rồi. Bây giờ làm sao coi? Nhưng mà anh đang nghiêng về một cái ý gọi là nếu như mà nó bị ếm như vậy và nó gọi là chết trùng nó ghê như vậy thì tại sao những cái lúc mà mình gặp nó lại rất là dễ thương như vậy? Nó không có một biểu hiện nào mà gọi là hung dữ hết. Ok, bây giờ mình sẽ gọi nó lên đi. Mình sẽ gọi nó lên đi rồi mình sẽ hỏi nó về cái vấn đề này ha. Rồi, rinh mấy cái này qua. Rinh mấy cái này qua bên đó hết. Rồi, co cầm cái đó nha. Đi, bây giờ mình đặt ở đâu ta? Mình đặt ở ngay đây đi, ngay cái chỗ mà gặp nó. Rồi bây giờ lấy cái camera hồng ngoại ha, mình lắp ngay đây nè. Rồi mình sẽ ngồi nói chuyện với nó. Rồi. Tụi mình quyết định á là sẽ gọi nó lên và nói chuyện với nó ha. Ok, cái camera hồng ngoại mình đặt ở đây ha, hàng kia nó bên này để mình đi qua với nó. Rồi. Mình đã làm sẵn cái nghi thức gọi nó lên rồi á các bạn. Cái camera cái radio này mình đặt ở đây để mà có gì mình nghe được cái tiếng của nó ha. Rồi bây giờ bật lên đây. Ok. Rồi. Em có ở đây không? Để em qua check cái cam hồng ngoại. Ok ok, khi nào có thì nói nha con. Em có ở đây không? Nếu mà có ở đây á thì cho anh xin một cái tín hiệu đi ạ. Ngồi thẳng lên Bi. Ngồi thấy nó ai ở đây mà có linh hồn nào mà nó thấy ngồi yếu yếu một cái là nó thì tại hồi nãy bị cái không con không cử động được cái chân đó. Giờ mệt quá hả? Vẫn còn là tê tê nhưng mà ít hơn. Em có ở đây không? Nếu mà có ở đây thì cho anh hỏi một số điều đi. Nó lên rồi hả? Ok ok, cò đi qua đây luôn đi. Cho anh hỏi là hình như có ai đó đã giam giữ em ở đây đúng không? Hình như có ai đó đã giam giữ em ở đây đúng không? Nó kêu có rồi vậy. Đúng rồi. Vậy là có ai đó đã giam nó rồi. Ok. Cái gì còn cái bóng đỏ không được á? Thì bây giờ mình hỏi nó luôn. Bây giờ mình hỏi nó về cái vụ bóng đỏ nó luôn nè. Ngoài em ra thì còn cái thế lực nào ở đây không? Cho anh hỏi là ngoài em ra thì còn có một cái thứ gì đó nó mạnh lắm đúng không? Đúng rồi. Vậy là có một cái gì đó nó ở đây rồi. Vậy nó ở đây thì nó có làm gì em không? Ủa, tại sao nó không làm được gì? Tại sao mà nó không làm gì được em? Im. Ôi nó không biết. Ủa tại sao cái bóng đỏ nó lại không làm gì nó? Mà nó rất là mạnh luôn á. Cho chú hỏi là cái người đàn ông mà treo cổ á hồi bữa á,
mà con dẫn tụi chú qua bên đó thì người đàn ông đó là ai vậy? Sao lại là người giam nó? Ủa tại sao lại là người giam nó? Vậy cái người mà giam giữ nó ở đây đã mất luôn à? Cái người mà giam giữ em ở đây là đã mất luôn hả? Vậy là sao ta? Sao con thấy nó khó hiểu quá. Tại sao ông đó lại treo cổ, con có biết không? Nó kêu không biết. Tại sao ta? Không biết luôn hả? Không biết. Ủa sao? Ủa vậy từ cái lúc mà cái người đàn ông đó treo cổ ở trên đó xong á là bị dính ở đó luôn hả em? Cái linh hồn không có đi đâu được hết hả? Tại sao lại bị dính ta? Nó kêu đúng rồi nhưng mà bây giờ làm sao để mà... Có nghĩa là cái ông đó ổng là cái người mà yếm thằng bé ở đây, là bắt buộc nó phải ở đây. Mà tại sao là ổng kêu cổ vậy? Khó hiểu quá. Có thể là do ổng sai lầm cái điều gì đó xong rồi ổng tự tử. Hay là có liên quan tới cái bóng đỏ đó. Vậy bây giờ chú sẽ giải thoát cho con nha. Con có muốn chú làm cái điều gì trước khi mà chú giải thoát không? Nghe nhạc hả? Nhạc gì nghe? Chắc cái máy nhạc này. À đúng rồi, chắc là cái này rồi. Cái này có phải là cái món đồ chơi mà con thích nhất không? Đúng luôn. Đây là từ đầu còn đó đáng đúng. Ok. Vậy bây giờ tụi chú sẽ giải thoát cho con nha. Nhưng mà trước tiên thì tụi chú sẽ cho con nghe cái nhạc này ha. Ok. Đi. Tắt cái máy đi. Thì tụi chú có đem theo một số đồ mà chú đã mua sẵn cho con. Thì bây giờ chú sẽ giải thoát cho con, kèm theo đó là chú sẽ đốt một ít đồ chơi kèm theo một số đồ ha. Bi đi qua bên kia lấy, đi lại xe lấy cái Bi. Dạ. Đây con cho con mượn cái đèn luôn. Dặn dây cót hết ra luôn. Rồi để xuống đó đi con. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đốt ha. Bi đem qua đây luôn. Bi đem hết đồ qua đây luôn. Thực sự là mình trong cái chuyện này á, là mình có một số cái vấn đề mà mình chưa hiểu rõ. Thứ nhất là về một cái bóng đỏ xuất hiện ở phía sau của thằng Bi. Thì cái này mình cũng không biết nó là như thế nào. Nhưng mà bây giờ cái việc trước mắt mà mình muốn làm á, đó là mình chắc là mình sẽ giúp cậu bé này siêu thoát ha. Cái tâm nguyện cuối cùng của nó đó chính là nghe một cái bản nhạc từ cái món đồ chơi mà nó yêu thích đó các bạn. Đây, thì mình đã dặn dây cót lên để cho cái bản nhạc đó nó chạy. Rồi cái thứ hai á, là chắc là lát nữa mình sẽ đốt cái này luôn. Và mình có đem theo một số thứ ha. Đây, đây để xuống. Rồi.
Đây, đây là một số món đồ mà mình đã đặt mua từ trước rồi nhưng mà bị dính dịch đó các bạn, đến bây giờ mình mới có thể nhận được. À, đây, đây là cái bộ đồ, hy vọng là cái bộ đồ mới này sẽ giúp cho em vui vẻ ha. Rồi, tiếp theo đó là đây, nguyên một cái bộ đồ chơi luôn. Đó, ở đây có xe nha, đây nè, xe quá trời đẹp luôn. Rồi, máy bay nữa nè. À, cái này hồi nhỏ thích lắm á. Đúng rồi. Cái này là Game Boy á các bạn, gọi là Game Boy hồi xưa á. Rồi đây là còn à, cái này là Minecraft nữa nè mọi người, bộ Lego xếp hình ha. Còn đây là siêu nhân. Trời ơi nó đã ghê không? Có hả? 4 con siêu nhân luôn, tha hồ mà chơi ha. Rồi, còn đây là cái đôi dép. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đốt hết tất cả những thứ này cho bé. Và còn một điều nữa thì mình mong là sau khi mà bé nhận hết quà của mình và nghe được cái bài nhạc từ tâm nguyện cuối cùng thì bé sẽ tự siêu thoát, bởi vì mình sẽ không ép bé, mình sẽ không bắt buộc nó nha các bạn. Bởi vì khi mà mình đốt một số đồ chơi này sẽ cho nó một khoảng thời gian để mà nó chơi ha. Rồi ok, bây giờ tụi mình sẽ chắc là mình sẽ mang xuống dưới hồ đi, gần hồ qua mình đốt. Bởi vì ở trên đây á, cỏ các bạn có thể thấy là mấy cái cỏ này nó khô khô quá. Nó mà cháy một cái là không biết sao luôn á. Và cũng đây là cái hồ đó cũng là lần đầu mình tiên mà mình gặp con bé nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đem xuống dưới đó và mình đốt ha. Rồi các bạn đi cùng tụi mình đem xuống dưới đó để mà đốt ha. Rồi đem cái này, đem đi cái hũ này luôn. Rồi, rồi bỏ vô đây đi, đóng này lại. Rồi, ok. Đi, đi xuống dưới đó để mà đốt. Rồi bây giờ mình sẽ unbox hộp. Rồi đây các bạn, ten ten, nguyên một đống đồ chơi luôn. Rồi dưới đây ha. Đó. Cái này cái nón nè mọi người. Bi chậm cái bi. Đôi giày nữa, đôi giày này hơi hơi màu mè nha mọi người. Rồi cầm bao ni lông. Rồi đi cầm đi. Ok đây mọi người, cò thấy không đó, quy bộ đồ ha. Mình sẽ thêm một ít xăng để dễ cháy nha mọi người. Rồi. Rồi. Đây là, còn đây là những cái món mà đã giam cầm thằng bé. Cái bao này chắc không có gì đâu. Đây, con hình nhân các bạn. Cho đi luôn. Rồi, cái món đồ chơi yêu thích của nó. Nghe nó réo rắt. Nghe nó buồn quá. Chú hy vọng là những món đồ chơi này sẽ giúp cho con bớt cô đơn ha. Và con có thể ở lại đây và nán thêm một ít nữa để con có thể chơi. Và thực sự là trong cái sự việc này các bạn, trong cái sự việc này là mình nghĩ là cái ông thầy này nè, cái ông thầy mà đã yếm thằng bé là có một chút gì đó gọi là nhầm lẫn.
Bởi vì nếu mà một cái người nào đó mà chết trùng á mọi người, họ rất là dữ và họ sẽ không có hiền lành giống như thằng bé mà tụi mình gặp đâu. Và theo như là mình đoán sơ sơ thôi nha, theo như mình phỏng đoán á, đó là bởi vì khi mà ếm thằng bé xong thì cảm thấy có cái gì đó gọi là tội lỗi hay là sao đó, hoặc là như thế nào đó đã khiến cho cái ông thầy này đã, ông đã tự tử. Đó, theo mình đoán là như vậy. Và ok, thì bây giờ tụi mình sẽ đốt những cái này để cho cậu bé ha. Rồi, chắc là tụi mình sẽ kết thúc video ở đây. Và mình sẽ tìm hiểu sao về cái vụ mà có một cái bóng đỏ ở phía sau thằng Bi. Ok, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau.